Xin chào các bạn. Hôm nay thì bên mình lại tiếp tục gáp thêm một chiếc quay 125i màu trắng xanh bản 2024. Đặc biệt thì vị khách này ở Sóc Trăng nha. Lên luôn bộ khóa thông minh nha các bạn. Như các bạn thấy ở đây, bộ khóa thông minh này nó là 3.700.000. Lên là không có chế cháo gì hết nha, lắp như zin nha các bạn. Tức là không có khoét lỗ hay gì hết, lắp như zin. Mình sẽ mở yên trên đó, rồi có chống trộm, có tiệm xe, nói chung mình cũng quay khá nhiều rồi. Và anh trai cũng có lên luôn cái công tắc đèn, gắn ba ga. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng xe Mai Duyên nha. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2024, một buổi chiều khá muộn rồi, gần 5 giờ rồi. Về giá xe thì xe này bên mình đang bán là 78.900.000. Giá xe này đã bao gồm VAT đó các bạn. Đây là phiên bản màu trắng, nó gần như trắng sứ ha, đi với yên xanh, ốp đồng hồ xanh, ốp bộ khóa xanh và yếm ở dưới này là màu xanh luôn ha. Chút xíu nữa mình sẽ nổ máy cho các bạn và cho bạn xem nhẹ lại cái cụm khóa thông minh. Mình nhắc lại, khóa thông minh là 3.700.000. Mình sẽ có mơ yên trên đó luôn, tích hợp chống trộm rồi tìm xe luôn ha. Đây là còn số của xe nè các bạn. Thế hệ mới này thì còn số xe làm rất là cầu kỳ, động cơ thì vẫn là sơn đen thôi. Còn là tem Thái nha. Xe này là bên mình bao zin cho các bạn từng con ốc, chỉ còn lệch một con thôi là sẽ tặng xe luôn đó các bạn. Màu trắng xanh. Đây mình xem cái khoang động cơ một cái đi ha. Bốn ốc đầu bò, có bốn miếng lông đền đồng. Nhìn rất là phơi. Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đó các bạn. Đó, xem gần ha. Bên phía sau này thì có một chiếc Future đây. Honda Future màu đỏ, khách cũng đến cửa hàng mua xe đó các bạn. Màu đỏ đen bản 24. Nói chung thì vừa Future này với máy quay á, chiếc nào cái máy nó cũng ấm hết. Cái bồ nó ấm và cái máy nó cũng ấm ha, rất là đã. Bây giờ nè, các bạn nghe tiếng bồ Future một cái đi, chút xíu mình nổ máy chiếc quay cho các bạn nghe ha. Xem nó thế nào. Nghe chơi tham khảo luôn nha các bạn. Hơi hồn các bạn ha. Rồi, ok. Hiện tại thì bạn Diệu đang lắp ráp chiếc Future. Và chiếc Future màu xanh thứ hai chuẩn bị về với chủ nhân mới luôn. Thì đây là cái chìa khóa nè các bạn. Đây ha. Chìa khóa này chút xíu nữa sẽ giao cho chủ nhân. Đó. Có chống trộm, có tiệm xe luôn đó các bạn. Đó. Tiếp rồi đó. Giờ đụng vô là nó hú đó các bạn. Chống trộm rồi đó. Đó. Tắt nè. Cười ha. Khóc rồi Giang ơi. Họ tìm xe đó các bạn, tức là cũng cái phím này. Ok ha. Bây giờ mình sẽ trả lại cái chìa khóa đây đi. Các bạn ơi, lại xem cái ổ khóa của mình với mình nè. Đẹp lắm luôn đó các bạn. Nó có đèn led nè. Thì các bạn chú ý như vậy. Cái cụm này á, nó sẽ mới yên trên này luôn. Tại vì dòng xe này thì nó không có một công tắc rời đâu, cho nên là nó sẽ tích hợp y như này ha. Đây, nhấn vô một cái năng ha, gạt qua là mình đề được rồi. Và cũng vị trí này mình nhấn vô mới yên nè. Đó, các bạn nghe không? Đây, bình xăng, cốp ha. Đó, đóng yên lại ha. Và đề được luôn.
Hồi nãy các bạn nghe tiếng máy với tiếng vô chờ rồi đúng không? Bây giờ các bạn nghe tiếng bồ với tiếng máy, máy Thái ha, xe Thái ha. Các bạn cứ nghe đi, nghe mình tham khảo chơi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào số nha. Công tắc đèn này á, là 310.000. Ủa 350.000. 350 phải không em? 350 nha. Mình cứ quên hoài. Số 1 đây nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè ha. Ôi. Rất là phê. Còi. Đây tắt đèn rồi. Khi mà tắt đèn á, mình mà bắt sinh bình thường nha các bạn. Pha không được nha, bắt sinh thì được nè. Rồi mình nhấn giữ. Đó. Pha nè. Code nè. Pha nè. Ok ha. Vaccine nè. Đó ha. Nhấn giữ. Tắt đèn. Hợp lý ha. Màu trắng xanh. Mình đang gài số 1 đó các bạn. Đây là cụm đèn hậu. Ba ga này là 250.000. Là inox 10 ly nha các bạn. Rồi, cùng đồng hồ phía trên này lại. Thậm chí là cái công tắc đèn này mình gắn cũng như zin đó các bạn. Và khi gắn xong thì Tuấn sẽ để lại công tắc zin của xe để trả về cho chủ nhân. Khi nào chủ xe có muốn về lại zin thì cứ về bình thường, không chế cháo gì hết nha. Mà chú ý ha, bác xin nè. Đó. Đó, cháy đèn rồi đó các bạn. Pha nè, code nè, xi nhan nè. Ok. Thế hệ mới sau này Honda thích hợp cho chúng ta một cái cốp ở đây. Để lấy một chai nước rất là ok. Bây giờ mời các bạn xem ngoại hình xe ha. Rồi, đó là cái quà tặng của cửa hàng mình, hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Nếu mà thắng mưa thì sẽ trở thành áo mưa đó các bạn ha. Rồi, ok. Buổi chiều hôm nay đang là ngày 20 Tây nè các bạn. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho nhân viên đi để tư vấn chi tiết hơn về trả góp, về ship xe luôn ha. Giờ khách đến rồi, chuẩn bị giao xe cho khách. Mình cũng sẽ khép lại cái video này ở đây. Lắp ráp như thế này tầm khoảng có nửa tiếng đồng hồ đó các bạn, 30 phút. Anh trai với em đi uống cà phê xíu rồi quay trở lại lấy xe là xong. Ha, rất là nhanh. Xin chào các bạn nha.